Ha, chúng ta sẽ giao lưu một chút xíu về một cái nội dung trong đó đó mà quý vị còn để ý thì cách này cũng khoảng là 3 ngày tôi có nói về cái việc khi mà bà Trương Mỹ Lan khai là không có chỉ đạo SCB thực hiện cái hành vi là đưa tiền hối lộ, và bà Lan cũng không thừa nhận cái việc là có ai mà nghe lời bà Lan xúi giục để thực hiện những cái khoản vay hay không. Thì bà Lan á, là từ chối nhận là mình có làm cái chuyện đó, và nó lại đối lập với cái lời khai của hầu hết là những người được xem là bị can bị cáo trong cái vụ án mà là giới lãnh đạo của SCB tầm chóp bu, có nghĩa là ở trong hội đồng quản trị và ban giám đốc. Thì rõ ràng là tôi có nói là hai bên sẽ mâu thuẫn với nhau về cái lời khai, và đó chính là cái mấu chốt để luật sư của các bên khai thác và tận dụng cái chứng cứ chỗ đó để bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho thân chủ của mình. Thì đúng ngày hôm nay tôi có xem qua một bài báo trên báo Thanh Niên, báo Tuổi Trẻ, thì đúng là luật sư bên phía chỗ của bà Trương Mỹ Lan cũng như là các luật sư tham gia bào chữa cho các bị cáo khai thác đúng vào cái nội dung trọng tâm này mà tôi đã từng nhắc đến, và đó chính là một trong những cái điểm mấu chốt của vấn đề. Thưa quý vị, đó là một cái tiên đoán và dự đoán của tôi, và với kinh nghiệm nghề nghiệp thì tôi đã nói trước được việc này. Rất may mắn là các luật sư cũng đã khai thác đúng cái gọi là cái điểm mà cái gọi là cái key, cái chìa khóa của vấn đề. Sau đó thì tôi sẽ trình bày thêm với quý vị để phân tích rõ hơn. Và nội dung thứ hai nữa thì khi mà bà nghe cái chỗ mà của cái bà Nhàn đó, bà ấy nói rằng là bà ấy không có nhận cái bà ấy là khi mà nhận cái tiền mà gọi là tiền 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 hối lộ đó, thì bà ấy nói rằng là bà ấy đã nhiều lần là muốn là trả lại, nhưng mà cũng như là tôi lập luận lúc trước đó, thì cái cách trả lời như bà Nhàn đó thì rõ ràng là không thuyết phục được hội đồng xét xử, thà không nên nói như vậy. Nhưng mà nói như vậy vô tình là đã cho người ta biết được cái lời khai của mình là rõ ràng là mình sẽ rất khó đối đáp. Và chính cái điểm đó ngày hôm nay ông tòa ông ấy cũng đã khẳng định là một cái điều mà đã bác bỏ đi cái lời khai của bà Nhàn là hoàn toàn không có cơ sở, và đó cũng là một phần dự đoán của tôi. Cho nên là hôm nay tôi muốn nói lại, và những gì tôi dự đoán thì hầu như là nó đã đúng những cái điểm mấu chốt. Tôi phân tích lại trên dựa trên các cái bài báo đã viết lại cái buổi phiên tòa hay quý vị để mình hiểu rõ hơn. Rồi đầu tiên thì tôi sẽ nói về cái vụ Vạn Thịnh Phát. Thì bà Đỗ Thị Nhàn á lúc trước nói rằng là nói nhận tiền để gia đình được an toàn, và sau đó là có khai rằng là đã nhiều lần là muốn trả lại nhưng mà trả không được, đúng không? Rồi hội đồng xét xử, bài báo được đăng vào được đăng trên báo Tuổi Trẻ nha, với cái nhan đề là bà Đỗ Thị Nhàn nói nhận tiền để gia đình được an toàn. Hội đồng xét xử vụ án Vạn Thịnh Phát cho rằng nhận tiền đều là lợi ích vật chất, nhưng bị cáo nhận 5,2 triệu đô la khác với cái người nhận 100 triệu đồng. Rồi trả lời đại diện viện kiểm sát trong phiên xử vụ án Vạn Thịnh Phát hôm nay ngày 11 tháng 3, bị cáo Nguyễn Văn Hưng, cựu phó chánh thanh tra phụ trách cơ quan thanh tra giám sát ngân hàng nhà nước, cho biết mình là người ký quyết định thanh tra, có trách nhiệm kiểm tra giám sát quá trình thực hiện kế hoạch thanh tra, và lý do thu hẹp phạm vi thanh tra Vạn Thịnh Phát, bị cáo cũng là người cuối cùng chấp thuận các báo cáo của đoàn thanh tra trước khi báo cáo ngân hàng nhà nước để ngân hàng báo cáo với chính phủ. Bị cáo nói mình đã có đọc các báo cáo của đoàn thanh tra và có yêu cầu chỉnh sửa làm rõ những vấn đề chưa được làm rõ. Bị cáo là người ký quyết định thanh tra nhưng thực tế bị cáo không đi kiểm tra trực tiếp bất kỳ một hồ sơ nào. Chính vì vậy mà tất cả tình hình của CB qua kết quả thanh tra bị cáo chỉ nhận được thông qua các báo cáo của đoàn thanh tra, bị cáo Hưng nói. Về cái việc thu hẹp về phạm vi thanh tra, bị cáo Hưng nói do trưởng đoàn thanh tra xin điều chỉnh kế hoạch, thì quý vị đã biết rồi đúng không? Thì đã xử lý cái ông Hưng này. Và cái việc truy tố ông Hưng về cái tội là lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, bị cáo Hưng khẳng định là người đứng đầu nên có trách nhiệm và phải chịu trách nhiệm. Rõ ràng là ông Hưng là thừa nhận tội và ông ấy đã biết mình có lỗi. Điều đó hoàn toàn rất là quan nghênh. Nhưng mà chỗ bị cáo Nhàn thì nói như thế này:
bị cáo Nhàn nói á, là nhận tiền là cho gia đình an toàn, thì với một cái lời khai như thế này đó, tôi cho rằng là khá là nhạy cảm. Bởi vì nếu mà nói rằng là bị cáo Nhàn nói nhận tiền cho gia đình an toàn, thế thì nó đặt câu hỏi ngược lại là vậy thì không nhận tiền thì gia đình không an toàn hay sao? Sống trên một đất nước Việt Nam như thế này, bản thân thì mình cũng phải thừa nhận rằng là các cơ quan an ninh điều tra hay là cơ quan công an hay là cái việc đất nước mình rất là yên bình, mà nói rằng là bị cáo nói nhận tiền cho gia đình an toàn thì điều đó nó rất là lạ lùng. Chẳng lẽ là không nhận tiền là gia đình mình là không an toàn? Quý vị thấy một cái câu trả lời tôi cho rằng là cực kỳ vô lý, đúng không? Chẳng lẽ là mình không nhận hối lộ rồi mình đi làm liêm chính mà gia đình mình lại không an toàn? Nếu nói như vậy thì làm sao mà người ta dám làm việc nữa? Một câu nói mà tôi cho rằng là cực kỳ nhạy cảm và nó rất là vô lý ở trên một đất nước rất là an toàn như Việt Nam. Viện Kiểm sát tiếp tục thẩm vấn bị cáo Đỗ Thị Nhàn, cựu trưởng đoàn thanh tra, về nhận thức của bị cáo này đối với vai trò của bà Trương Mỹ Lan thông trong cái hoạt động của ngân hàng SCB. Bị cáo Nhàn nói trước đây không quen biết với bà Lan, tuy nhiên theo yêu cầu của vợ Tấn Hoàng Văn thì có gặp bà Lan. Khi ở đoàn thanh tra, bị cáo chỉ biết bà Lan là chủ đầu tư của SCB, sau này làm việc với cơ quan điều tra thì mới biết vai trò của bà Lan là rất lớn ở SCB. Bị cáo Nhàn phủ nhận cái việc bàn bạc với bà Lan về nội dung kết luận thanh tra. Nếu mà bị cáo Nhàn nói như vậy đó thì nó lại khá phù hợp với lại chỗ lời khai của chỗ bà Lan, là bà Lan nói đó là tôi không có tác động về cái kết quả. Cái đó là phù hợp giữa lời khai của bà Nhàn với cái lời khai của bà Lan là phù hợp. Bà Lan hôm qua tôi có chia sẻ với quý vị, bà Lan nói rằng là chỉ gặp bà Nhàn tác động về cái việc là sớm ra cái kết luận thanh tra, chứ hoàn toàn không có tác động vào cái nội dung của cái bản kết luận thanh tra. Và hôm nay thì lời khai của chỗ bà Nhàn thì nó lại khá phù hợp, bởi vì bà ấy phủ nhận cái việc bàn bạc với bà Lan về nội dung kết luận thanh tra. Điều đó đồng nghĩa với việc là bà ấy có thể bà ấy đã có bàn bạc và thỏa thuận với bà Lan về cái việc là sớm ra kết luận. Cái việc sớm ra kết luận với cái việc can thiệp bàn bạc vào cái bản chất, cái nội dung của kết luận là hai chuyện nó khác nhau. Cho nên vì vậy ở đây là có lời khai nó rất là phù hợp, là lời khai của bà Lan và lời khai của bà Nhàn là nó phù hợp với cái chỗ là bà Lan tác động để làm thay đổi cái kết luận thanh tra. Đây là lời khai đó phù hợp. Tôi nói là lời khai phù hợp cho cái lời khai của các bên, chứ tôi không nói rằng cái việc đó có hay không có. Mình phải tách bạch với nhau cái nghĩa nha. Tôi phân tích trên cái nghĩa của nó. Theo bà Nhàn thì ở cả hai lần gặp bà Lan, mình chỉ đề nghị bà Lan bán bớt tài sản để trả nợ cho SCB vì nợ là rất cao. SCB đủ điều kiện đưa vào kiểm soát đặc biệt. Trong kết quả thanh tra của đoàn là đề nghị từ nhóm 3, nhóm 5, từ nhóm 3 đến nhóm 5, nhưng ngày 23 tháng 1 năm 2018, khi anh Hưng gọi báo cáo lên để lập báo cáo họp chính phủ, thì anh Hưng có chỉ đạo đưa dư nợ ở các dự án về nhóm 1. Phụ lục có đề xuất đưa SCB vào kiểm soát đặc biệt và có xử phạt hành chính đối với SCB, bị cáo Nhàn khai. Bà Nhàn cho rằng việc làm giảm dư nợ xấu của SCB là thực hiện theo chỉ đạo của bị cáo Hưng. Như vậy, nó lại có một cái nội dung là hơi bị gây cấn chỗ này nữa. Có nghĩa là cái người mà ký để mà đề xuất cái bản kết luận thanh tra, đó chính là chỗ của bà Nhàn. Đề xuất lên là ông Hưng. Nhưng mà bị bà Nhàn lại khai thêm cái việc á, mà đề xuất này và thực hiện sửa đổi phân loại SCB là nợ xấu nhóm 3, nhóm 5 là bị cáo là có làm tờ trình và theo chỉ đạo của ông Hưng, chứ không có thừa nhận cái chuyện là có bàn bạc với bà Trương Mỹ Lan. Quý vị thấy chỗ này là nó hơi ghê cấn chỗ này nha. Cho nên là lời khai của bà Lan là phù hợp với lời khai bà Nhàn đó, mặc dù hai bà là đang đối lập với nhau, hai quý vị ha, đang đối lập với nhau, nhưng rõ ràng lời khai của hai người là nó khá phù hợp với nhau. Bà Lan khai là bà Lan không có tác động vô nội dung của kết luận thanh tra. Bà Nhàn cũng nói bà Lan không có kết luận gì với tôi trong nội dung hết. Bà Lan chỉ là về cái việc là làm sớm làm kết luận mà thôi. Chỗ này gây cấn nè.
Vậy thế thì ai là người đã chỉ đạo để mà làm thay đổi cái bản kết luận? Thì chỗ bà Nhàn khai là bà Nhàn đó bị cáo thừa những hành vi bà Nhàn nói nè, bà Nhàn cho rằng việc làm giảm dư nợ xấu, có nghĩa là làm thay đổi cái nội dung thanh tra đó, là thực hiện theo chỉ đạo của bị cáo Hưng là ông sếp ở phía trên. Bởi trước đó bị cáo đã có 3 tờ trình báo cáo bị cáo Hưng về việc phân loại SCB nợ xấu nhóm 3, nhóm 5. Bị cáo xin được trình bày thêm, bị cáo thừa nhận hành vi và số tiền như bản cáo trạng, chỉ xin hội đồng xét xử xem xét cho bị cáo trong hoàn cảnh thực hiện nhiệm vụ trưởng đội thanh tra, tham mưu cho lãnh đạo lập bản báo cáo ngân hàng nhà nước và chính phủ, tham mưu dự thảo kết luận thanh tra, thì bị cáo vẫn là người cấp dưới và thực hiện theo chỉ đạo của anh Hưng. Điều này vô tình đã đưa cho chỗ bà Nhàn một cái thừa nhận hành vi là vi phạm của mình. Và tôi có lời khuyên chỗ này. Điều bà Nhàn vừa nói đó, có nghĩa là bà Nhàn đã nói rằng là xin hội đồng xét xử xem xét, giơ tay đánh khẽ cho tôi, xem xét thấu tình đạt lý. Bởi vì cho dù như thế nào đi chăng nữa thì tôi cũng vẫn là một người cấp dưới của ông Hưng mà thôi. Cho nên đó là cái việc là tôi phải thực hiện theo chỉ đạo của anh Hưng. Thì vô tình cái chuyện này nó giống như mình làm doanh nghiệp vậy đó. Mình làm trong doanh nghiệp mà mình biết cái việc đó làm là sai, mà sếp mình kêu mình làm, thì mình sẽ có hai cái lựa chọn. Một là mình nghỉ việc, còn hai mình làm theo, đúng không? Nếu nghỉ việc thì không sao hết, còn hai mình làm theo. Nếu mọi chuyện nó êm ả thì không sao, nhưng nó không êm ả thì cho dù quý vị có đổ thừa rằng là sếp bảo sao tôi phải làm vậy, là mình cũng phải dính vô luôn. Bởi vì đó là sai pháp luật. Mà sai pháp luật mà anh vẫn làm là anh là người thực hiện hành vi, đúng không? Anh là người thực hiện hành vi. Còn cái người chỉ đạo anh làm, bắt anh phải làm, người đó là người chỉ đạo thực hiện. Cho nên chỗ này quý vị là lưu ý nha. Không có phải mình đi làm trong doanh nghiệp rồi cái chuyện đó là nó sai, xong rồi á mình làm, rồi ông sếp mới nói đó, thôi thì mày giúp thằng 3, thằng 7 đi, chuyện này có gì đâu. Ông sếp nói vậy đó, thôi thì mày coi mày giúp thằng 3, thằng 7 đi, chứ chuyện này anh thấy không có gì. Có gì mày nói là anh chỉ đạo, chứ có gì đâu, anh đồng ý mà. Đó, nghe là ông sếp xong, có gì anh chịu, chứ mày làm có gì đâu. Mình nghe lời mình làm theo, là vô tình là làm sai. Và mình không thể nào mà nói với cơ quan chức năng rằng là tôi làm theo chỉ đạo của ông sếp. Bởi vì hành vi sai là mình phải tự chịu trước cái đã, rồi lúc đó mới khai ra ông sếp chỉ đạo, thì lúc đó là lôi luôn cả ông sếp là đi chung luôn, theo quý vị. Không phải đơn giản đâu, là mình khi mà mình gặp cơ quan chức năng mình nói cái này á là do ông sếp chỉ đạo, xin thưa ông sếp chỉ đạo sai, là mình có hai lựa chọn. Lựa chọn là của mình, bởi vì lúc đó mình chưa còn có làm gì ráo mà, đúng không? Lúc đó mình chưa làm gì hết á, ông sếp chỉ mới chỉ đạo thôi, thì lúc đó mình chưa làm gì hết thì mình có quyền có hai lựa chọn. Một là nghỉ việc không làm, hai là phải làm theo, đúng không? Mà làm theo á thì lại có hai trường hợp. Làm theo mà không có gì xảy ra, không chưa có phát hiện ra, thì chuyện đó nó cũng coi như là êm ả. Nhưng mà nó khi nó đã xảy ra rồi đó thì mình là dính chàm đó. Cho nên quý vị thấy á, đi làm mà nghe lời xúi dục xúi dại á thì mình nên cẩn trọng ha. Trong trường hợp này bà Nhàn cũng đã thừa nhận hành vi của mình, chỉ xin hội đồng xét xử xem xét cho bị cáo trong hoàn cảnh thực hiện nhiệm vụ trưởng đoàn thanh tra, tham mưu cho lãnh đạo lập bản báo cáo ngân hàng nhà nước và chính phủ, tham mưu dự thảo kết luận thanh tra, thì bị cáo vẫn là người cấp dưới và thực hiện theo chỉ đạo của anh Hưng. Quý vị thấy không? Nghe lời làm là cũng dính thôi nha. Đừng bao giờ đổ thừa tại thằng đó xúi con. Xin thưa, thằng đó xúi con nhưng con làm là con chịu trách nhiệm trước. Rồi lúc đó người ta mới đi kiểm tra coi coi thằng đó nó có xúi thiệt không, cái đó tính sao. Còn mình làm là mình chịu trước nè. Quý vị thấy không? Rất nguy hiểm ha. Việc bị cáo nhận tiền của Võ Tấn Hoàng Văn là hoàn toàn thụ động, vì bị cáo không có sự bàn bạc với bất cứ một ai ở SCB. Không bàn bạc gì hết tại sao nhận? Cái chỗ này nó hơi kỳ. Không bàn bạc gì hết tại sao nhận? Không bàn bạc gì hết thì mình có quyền từ chối chứ.
đứng trước sự lựa chọn an toàn cho bản thân và gia đình với việc tạm thời vi phạm pháp luật. Vi phạm là vi phạm chứ không có cái chuyện tạm thời vi phạm quý vị. Ra tòa ông tòa tiên, bị cáo tội danh thành lập. Chứ bao giờ ông tòa ông tiên bị cáo tội danh tạm thời thành lập không? Tôi chưa từng nghe ông tòa nào ông tiên vậy đâu. Một là phạm tội, hai là vô tội. Chứ làm gì có cái chuyện là tạm thời vi phạm pháp luật. Cái này là thuật ngữ mới trong cái pháp luật tố tụng hay sao đó, tôi không biết. Chứ thật ra hồi nhỏ tới lớn tôi biết là không có chữ là tạm thời vi phạm pháp luật nha. Một vi phạm, hai là không. Chứ không? Còn khi mà vi phạm rồi đó, nó có nhiều mức độ lắm. Vi phạm nhưng mà nhắc nhở. Vi phạm phạt hành chính. Vi phạm phạm pháp luật hình sự. Tùy theo mức độ. Chứ không có chuyện là tạm thời vi phạm được. Không lẽ ông tòa tuyên bản án, thằng đó là tạm thời lừa đảo thôi. Sau này thì tính sao đi, nó chỉ tạm thời thôi. Làm gì có chuyện đó. Ha. Bà Nhàn khai tiếp. Đứng trước sự lựa chọn an toàn cho bản thân và gia đình với việc tạm thời vi phạm pháp luật thì bị cáo chấp nhận nhận tiền để an toàn cho gia đình. Nếu mà bà Nhàn nói cái câu này thì chắc chắn rằng là phải có hành vi nào đó đe dọa đến gia đình. Mà bà Nhàn không chứng minh được chuyện này, người ta rất khó tin cái câu trả lời của bà Nhàn. Bởi vì bà Nhàn nói rằng là đứng trước sự lựa chọn an toàn cho bản thân và gia đình. Nếu nói như vậy thì phải có người đe dọa. Thì có người đe dọa thì chứng cứ đâu có người đe dọa cho bản thân và gia đình của mình. Còn nếu không có chứng cứ đó thì không thể nào nói rằng là đứng trước sự lựa chọn an toàn và cho bản thân và gia đình. Không có gì hết, tự mình nói thì làm sao ai tin được. Đúng không? Ở một đất nước Việt Nam như thế này mà nói rằng là không nhận tiền là không có an toàn thì tôi cho rằng cái lời khai này nó không có chính xác. Và lời khai này tôi cho rằng là nó không có đủ cái cơ sở để ông tòa có tin vào chuyện này. Tiền nhận về, bị cáo cũng chỉ để trong góc nhà. Sau đó bị cáo nhiều lần liên hệ để trả lại, nhưng anh Văn không đến lấy. Mình trả lại thì mình đem đến, mình trả cho người ta chứ. Trời ơi, mình trả tiền cho người ta mà mình kêu người ta tới lấy. Vậy thì có thiệt tình để trả hay không? Quý vị đồng ý không? Mình muốn trả mà bà này nói rằng là nhiều lần liên hệ để trả lại nhưng anh Văn không đến lấy. Mình đã có nhu cầu, mình muốn trả tiền cho người ta mà mình lại không liên hệ với người ta. Mình rõ ràng mình biết trụ sở SCB, trụ sở chính nằm ở đâu. Mình rõ ràng mình biết rõ luôn là nơi mình thanh tra là ở chỗ nào. Mình đi thanh tra vô cái sào huyệt để mà mình xem được cái hồ sơ vụ việc mà mình thanh tra, mà mình không biết là ông giám đốc nằm đâu, ông chủ tịch hội đồng quản trị nằm đâu, ai là người đưa tiền cho mình không biết sao. Thật ra có khó gì? Thật ra không khó gì cả. Cho nên tôi thấy rằng cái khúc này bà Nhàn trả lời như thế này là cái cơ sở để cho hội đồng xét xử mà tin hầu như là không có cơ hội để tin. Một chút nữa quý vị xem ông hội đồng xét xử ông ấy bác bỏ chỗ này như thế nào nè. Đúng như những gì tôi dự đoán luôn. Nếu như lần đầu á, quý vị còn nhớ khúc này tôi nói hôm qua không? Nếu như anh nhận lần đầu mà anh muốn trả là nó trả rồi. Chứ làm gì có chuyện là 3-4 lần nhận rồi mới có ý nghĩ là trả. Nè, một chút nữa tôi đọc quý vị nghe ông thẩm phán ông mới nói câu này nè. Hành vi như nhau, sao mỗi bị cáo bị truy tố tội nhận hối lộ? Bà Nhàn cũng trình bày rằng bà đã tự nguyện nộp lại số toàn bộ số tiền. Với tư cách trưởng đoàn thì bị cáo rất ăn năn vì những hành vi của mình. Nếu như theo cáo trạng thì hành vi của bị cáo với hành vi của anh Hưng là như nhau, với các thành viên khác cũng là như nhau, nhưng một mình bị cáo bị truy tố tội nhận hối lộ, bị cáo Nhàn trình bày là bức xúc. Bởi vì sao có nhiều người quá mà xử là mình tôi thôi. Đó, bị cáo Nhàn nói vậy. Đối với lời trình bày trên, hội đồng xét xử cho rằng bị cáo cần nhận thức lại việc gặp bị cáo Trương Mỹ Lan thay vì gặp ở đại hội đồng cổ đông để có ý kiến với tư cách là trưởng đoàn thanh tra. Bị cáo có đến 4 lần nhận tiền từ Võ Tấn Hoàng Văn thì không thể nói là nhiều lần muốn trả lại. Đây chính là câu này của ông thẩm phán. Ông Hoàng Sử nói nè,
bị cáo có đến 4 lần nhận tiền từ Võ Tấn Hoàng Văn thì không thể nói nhiều lần muốn trả lại được, đúng không? Nếu là có ý thức là đã nhận. Mà bản thân ban đầu là sao? Ban đầu là gì? Nếu mà không nhận thì ảnh hưởng đến gia đình. Thì nếu như có ý thức á, là nhận lần đầu là mình đã là bị gọi là bị là gượng ép rồi, bị cưỡng ép rồi, thì ý thức mình là phải trả từ lúc đầu, chứ không thể nào nhận lần thứ hai, nhận lần thứ ba, rồi nhận lần thứ tư, rồi mới nói rằng là bị cáo đã nhận rồi, bị cáo mới định trả nhiều lần. Xin thưa rằng là ông hội đồng xử này ông ấy trả lời và ông ấy đã bác bỏ cái lời khai của bà Nhàn rất rõ ràng và chính xác. Và cái lần bác bỏ này giống như là tôi phân tích hôm qua, làm gì có chuyện này tin, người ta sẽ không tin được. Bởi vì phần này là cái phần mà tôi thường hay là đối đáp và tôi thường hay tranh luận ở tòa về cái tình tiết tương tự như thế này. Giống như trường hợp một vụ án giết người vậy. Nếu bị cáo nói rằng là bị cáo vô ý giết người và bị cáo nói rằng là bị cáo không cố ý giết người đó, thì bị cáo đâm một, thậm chí là hai nhát thôi. Đúng không? Mình không muốn giết người đó. Mình không cố tình giết họ, mình không muốn cố tình để chiếm đoạt cái tính mạng của họ. Chỉ là một cái phản xạ của mình thôi. Thì mặc dù trên tay mình cầm con dao, lúc đó mình nóng tính, thì mình cùng lắm mình đâm một hai cái rồi mình bỏ chạy, hoặc đâm một hai cái rồi mình dừng lại. Đằng này mình đâm 5 đến 10, thậm chí không có ai hô quán lên, công an đến, mình vẫn tiếp tục đâm, thì làm sao có chuyện rằng là tôi không cố tình giết. Không cố tình giết mà người ta kêu hô quán lên, công an tới mới dừng đâm, thì làm sao nói rằng là không cố tình được. Cái đó là phạm tội cho đến cùng. Theo quý vị rõ ràng không? Mình không cố tình lấy đi, tước đi sinh mạng của người ta, là mình đâm 1, 2, cùng lắm là 3 dao là mình đã rút lại. Mình thừa biết rằng là con dao là vũ khí nguy hiểm, hung khí nguy hiểm. Có giận, có nóng cỡ nào thì cũng 1, 2, thậm chí 3 dao là cùng thôi. Mà lần này đâm đến mức độ mà bây giờ hô quán công an tới rồi mới mà dừng đâm thì thôi chứ. Ha? Căn cứ nào để bị cáo nói vi phạm pháp luật để bảo vệ gia đình của mình? Ông thẩm phán hỏi câu rất là hay. Căn cứ nào để bị cáo nói vi phạm pháp luật là để bảo vệ gia đình của mình? Đó là cái câu nói của ông thẩm phán hỏi, ý ngụ ý ông ấy nói đó. Người ta có uy hiếp gia đình bị cáo hay không? Bằng chứng đâu? À, đúng là hỏi câu đó thì nó sẽ rõ hơn. À, hỏi câu đó nó sẽ rõ ý hơn. Như ông thẩm phán ông ấy nói, theo cái ngôn phong của pháp luật thì ông ấy hỏi nó có vẻ là hơi khó hiểu hơn với người không trong ngành thôi. Ông hỏi rằng là căn cứ nào để bị cáo nói vi phạm pháp luật là để bảo vệ gia đình của mình? Đấy, vì thấy ghê lắm không? Mình nói rằng là mình vi phạm để mình bảo vệ gia đình thì mình phải đưa ra bằng chứng rằng là nếu tôi không nhận thì nó hăm dọa. Vậy thì ghi âm đâu? Tin nhắn đâu? Video clip đâu? Hoàn toàn không có. Cho nên ra tòa mà chỉ là lời khai không thôi đó, thì thật ra nó không có đủ. Lời khai chỉ là để tham khảo thôi. Ra tòa là phải bằng chứng và chứng cứ, chứ đừng có nói rằng ra tòa là lời khai không. Nói gì? Lời khai chỉ là một phần để người ta xem xét cái tính logic của nó thôi. À, tôi không có nói lời khai không có giá trị. Lời khai chỉ là một phần để người ta xem tính logic của vụ việc thôi. Đây, ông ấy nói tiếp nè. Bị cáo nhận đến 4 lần, nếu không có ý thức nhận thì lần đầu đã phải trả lại. Đây. Còn việc vì sao các bị cáo khác cũng nhận tiền như bị cáo, nhưng chỉ bị cáo bị truy tố về tội nhận hối lộ. Tất nhiên, nhận tiền đều là lợi ích vật chất, nhưng bị cáo nhận 5,2 triệu đô la khác với người nhận 100 triệu đồng. Còn hành vi đó, viện kiểm sát truy tố là đúng hay sai thì hội đồng xét xử sẽ xem xét, chưa ai kết luận bị cáo có tội hay không và có tội gì, chủ tọa nói. Quý vị thấy ông thẩm phán rất rất chắc. Quý vị thấy không? Rất chắc nha, lập luận của người ta ra tòa mà thẩm phán mà xử là rất là chắc nha. Rồi, đó là cái tình tiết mà tôi chia sẻ với quý vị đó. Chính hôm bữa tôi nói
lời khai của bà Nhàn này là vô tình là bà Nhàn đã đưa cho người ta là thấy được cái đường gọi là cái đường bí của mình ở cái giai đoạn ra rồi. Mình khai làm sao đó mà mình phải logic được cái vấn đề của mình, và mình á là phải tính toán được nếu mình khai như vậy thì người ta hỏi tới thì cái con đường lui của mình phải ra sao. Rồi mình phải tính được. Mình không tính được cái đường lui của mình á thì mình sẽ khai lời khai nó, mình nghĩ rằng là nó hay nhưng vô tình là nó không hay. Đúng không? Về cái mặt đó, bề nổi đó, thì cái lời khai của mình vô tình là nó hay. À, nhưng mà nếu mà xét kỹ hơn đó thì cái hay đó đó nó không bằng cái hại. Đúng không? Đấy. Cho nên á quý vị thấy á, một cái câu hỏi, một câu đối đáp ở ngoài tòa thôi mà mình á không cẩn trọng, không nhìn thấu đáo, suy xét cho đến cùng đó là mình tai hại cho mình rất là nhiều. À, và có những chuyện đó mình nghĩ rằng chuyện đó mình nói là xấu, nhưng mà người ta suy nghĩ sâu xa hơn mình thì nói lại là tốt. Bây giờ tôi chứng minh ngược lại nè, tôi chứng minh ngược lại cho quý vị xem nè. Bây giờ á, là cái phần mà của chỗ bà Nhàn bà khai á, là bà khai để bảo vệ quyền lợi cho bà ấy, thì vô tình bà ấy nói rằng á là tôi nhận tiền là để tôi bảo vệ gia đình của tôi thôi. Bà ấy là muốn tự bào chữa cho mình, lấy lý do là mình á, là mình nhận tiền để bảo vệ gia đình, đúng không, và nhiều lần là muốn trả lại. Thì nhìn cái bề nổi á là bà ấy đang bảo vệ cho chính bà ấy, nhưng mà về cái gọi là sâu xa và về cái gọi là cái yếu á, thì bà ấy đã đi vào ngõ cụt. Cái ngõ cụt trong thẩm phán ông ấy hỏi một cái, nếu như vậy tại sao nhận lần đầu không trả, là bí liền, đúng không, cũng cùng là một cái cách trả lời. Nhưng mà rõ ràng là nhìn ở hai góc độ thì cái góc độ tiêu cực, góc độ mà không tốt á, bà Nhàn bị dính nhiều hơn. Nhưng mà cũng là một cái sự việc cũng nhìn hai góc độ, nhưng có khả năng rằng là góc độ này á, mình cảm thấy là nó bị bất lợi, nhưng mà luật sư đã vận dụng và hỏi thì vô tình nó là cái có lợi nè. Quý vị xem nè, luật sư bà Trương Mỹ Lan và các luật sư bảo vệ cho các bị cáo. Quý vị xem này nha, rất là hay nha. Đây cũng là trên cái trang báo Thanh Niên với nội dung á, bà Trương Mỹ Lan đồng ý giao 649 tài sản để giải quyết vấn đề của SCB. Ngày 12 tháng 3 năm 2024, các luật sư bắt đầu thẩm vấn trong phiên tòa xét xử bị cáo Trương Mỹ Lan. Theo cáo trạng, từ năm 2012 đến năm 2022, với việc nắm gần như tuyệt đối cổ phần tại SCB, bị cáo Trương Mỹ Lan thao túng toàn bộ hoạt động của SCB để rút 1 triệu tỷ đồng tại ngân hàng. Từ đó, bị cáo Lan tham ô hơn 304.000 tỷ đồng nợ gốc, vân vân và mây mây. Để làm rõ vai trò của bị cáo Trương Mỹ Lan trong SCB, luật sư của bị cáo này đề nghị một số cựu lãnh đạo SCB trình bày rõ về cái việc bị cáo nhận chỉ đạo bằng miệng hay là bằng văn bản từ bị cáo Lan về việc lập hợp đồng vay khống rồi rút tiền ở SCB. Rõ ràng là một cái câu hỏi và một cái yêu cầu mà tôi cho rằng là rất đúng trọng tâm. Người ta rất là sợ khi mà nói đến cái chỗ là chứng cứ đâu và chứng cứ nào cho rằng là bà Lan chỉ đạo. Người ta sợ nói đến chứng cứ, nhưng mà luật sư của chỗ bà Lan vận dụng chỗ này và đánh thẳng vào cái chứng cứ luôn. Nếu mà các bị cáo cho rằng bà Lan chỉ đạo thì các bị cáo nói rõ đi, bà Lan chỉ đạo bằng miệng hay bằng văn bản. Tại vì các bị cáo nói rằng là bà Lan yêu cầu á, là lập hồ sơ vay khống rồi rút tiền SCB. Các bị cáo khai như vậy, và quá trình diễn biến từ lúc ban đầu đến bây giờ thì tất cả các bị cáo đều khai như vậy hết. Từ ông Văn rồi ông Thành hay là bà Dung đều khai là làm theo lời của chị Lan, đúng không? Và luật sư của chỗ của bà Lan á đánh thẳng vô luôn, ngay chứng cứ luôn.
có vẻ như ban đầu mình nghĩ rằng là nói về chứng cứ mà bà Lan chỉ đạo này kia đó là bất lợi cho bà Lan, nhưng mà không, nhìn sâu xa hơn thì nó lại là có lợi cho bà Lan ở chỗ này. Và cái luật sư mà đứng ra bào chữa cho bị cáo Lan á thì hỏi thẳng luôn: quý vị cho rằng là bà Lan chỉ đạo vậy bằng miệng hay là bằng văn bản? Nếu trả lời bằng miệng á thì ghi âm đâu, hình ảnh đâu? Còn nếu trả lời bằng văn bản đó, ha, yêu cầu bằng văn bản đó, văn bản nào, cuộc họp nào, công văn nào, thì rõ ràng quý vị thấy rồi, không đưa ra được. Nếu như không có thì làm sao đưa ra được, đúng không? Rất hay chứ không phải là đơn giản đâu quý vị. Luật sư của bị cáo là người ta hỏi thẳng vào chỗ này, là rõ ràng là bên chỗ của bà Dung thì hôm bữa khai là gì, nghe theo lời chị Lan thôi chứ không có văn bản. Quý vị khủng khiếp không? Đấy, thì luật sư chỗ của bà Lan là phải tấn công người chỗ này. Cựu phó tổng giám đốc của CB Trần Thị Mỹ Dung trình bày: các hồ sơ vay của nhóm bà Lan trên bề mặt hồ sơ là không sai, nhưng thực tế là sai. Các hoạt động theo hồ sơ vay đều là không có thật. Ví dụ, công ty Labi Food bản chất là có hoạt động kinh doanh, nhưng về dòng tiền là do bà Lan sử dụng. Bị cáo cũng thừa nhận mình có sai trong việc cho vay không theo sát dòng tiền, nên không biết cụ thể tiền sử dụng để làm gì và như thế nào. Bị cáo Dung khai các chỉ đạo liên quan vay giải ngân đều là chỉ đạo miệng. Quý vị thấy khủng khiếp không? Vô tình là bà Dung bất khai chỗ này đó, là bà Dung không chứng minh được là nghe lời chỉ đạo từ bà Lan. Đấy. Và luật sư của bà Lan hỏi thẳng luôn: bằng miệng hay bằng văn bản? Nếu bằng miệng rồi là không tin được chứng cứ. À, nhưng mà không phải nói rằng á, là có chứng cứ thì nó là chứng cứ trực tiếp á, thì nó quá dễ. Nhưng lời khai mà nó phù hợp với nội dung quá trình diễn biến thì nó vẫn được xem là chứng cứ gián tiếp nha quý vị. Không phải rằng á, tôi nói rõ nè, khi một cái bị cáo đó giết người mà nó quăng con dao, nó giục con dao, không thấy con dao nữa, thì không thể nào nói rằng là nó không giết người, đúng không? Bây giờ trên người thằng bị can bị cáo đó là nó có dính máu, nó có mâu thuẫn với lại là bị hại, nó có một cái clip nào đó là có giằng co, nhưng mà không thu được con dao của nó trong quá trình là nó lẩn trốn, nhưng không đồng nghĩa với việc là không kết tội nó được. Người ta dựa vào nhiều chứng cứ gián tiếp, mặc dù trong tố tụng là không có chứng cứ gián tiếp, trong tố tụng chỉ có chứng cứ trực tiếp mà thôi, bằng vật lý. Trong tố tụng và trong về chứng cứ là không có chứng cứ gián tiếp, nhưng mà quá trình diễn biến người ta logic được nó thì vẫn buộc tội được, chứ không phải là không tìm được con dao là nó vô tội, điều đó là vô lý. À, mình phải hiểu là vậy. Ký tự HSTT hội sở tiếp thị, mình dịch sao cho nó đẹp đẹp hơn chút, chứ hội sở tiếp thị thì nó không được hay cho lắm. Như hồ sơ trinh sát đi, à không, hồ sơ trinh sát là HSTS đó, không được, thế là phải sửa lại là hồ sơ trinh sát nó hay hơn, chứ không HSTS thì nó hay hơn. Tự nhiên dịch hồ sơ TT là hồ sơ tiếp thị, hội sở tiếp thị, theo tôi là nên đặt một cái từ nó hay hơn chút, HSTS, hồ sơ trinh sát đó, đó nhìn nó mới là phim ảnh hơn. Rồi, nội dung của hôm nay là tôi chỉ giải quyết được hai vấn đề đó thôi. Thì quý vị thấy đó, ra ngoài tòa đó, không phải là mình cứ nghĩ rằng đó, à, anh Hưng nó đúng là hồ sơ trinh thám cũng hợp lý, à dịch vậy thì được đó. Có nghĩa là không phải mình ra tòa mình muốn khai sao mình khai đâu, mình khai làm sao á mà mình phải tính tới cái chuyện 4 năm nước về sau á, để cho khi cái lời khai của mình á mà người ta không bắt bí được mình, đúng không?
chứ mình ra tòa mà mình bức xúc, mà nóng tính lên, mà mình khai mà nó không đúng á, và mình không tính được cái bài toán của mình á, là mình dễ chết. Cho nên đó là lý do vì sao tôi khuyên quý vị mà khi ra tòa đó, thân chủ á, mà trước khi ra tòa đó là tôi sẽ ngồi tôi làm việc rất là nhiều vấn đề, và tôi phải giải thích rõ cho họ hiểu về vấn đề của họ. Thì khi họ nắm được vấn đề của họ đó, họ phải hiểu nhùm nhiễm như gần như luật sư đó, thì họ mới đủ cái khả năng để họ tính toán cái bài toán ở ngoài tòa án. Bởi vì thắng một phiên tòa đó là luật sư giỏi là một chuyện, thân chủ khai là một chuyện khác nữa. Cho nên là luật sư cùng thân chủ á, là phải cùng nhau là hiểu một vấn đề duy nhất thôi, và hiểu nó sâu xa thì lúc đó mới phối hợp với nhau, mới có cửa thắng được. Chứ không phải quý vị nói ôi bây giờ tôi thuê luật sư là thắng chắc rồi. Xin thưa không, luật sư chỉ là một phần của vấn đề thôi nha quý vị. Đó, thì hôm nay là tôi chia sẻ với quý vị những tính pháp lý của nó thôi ha, để cho quý vị thấy là cái việc phiên tòa không phải mình muốn ra mình khai là sao là khai đâu. Mặc dù bà Lan á là bà ấy có những cái chứng cứ về cái lời khai của mình, nhưng trong tổng quát hồ sơ thì hội đồng xét xử họ sẽ xem xét từng tình tiết. Không phải rằng là không có chứng cứ trực tiếp thì người ta không xử lý được nha. Hồi trưa có nghe một cái thông tin là chỗ con của bà Trương Mỹ Lan bán cái tòa nhà 1 tỷ đô, giờ ai có 1 tỷ đô để mua. Thật ra bán khó lắm chứ không có đơn giản đâu quý vị. Thật ra 1 tỷ đô bây giờ để mà mua được không phải chuyện đơn giản đâu. Ở đâu mà ra, giống như là bán căn nhà 2-3 tỷ thì còn dễ, 1 tỷ đô thì bây giờ chỉ có tỷ phú đô la mới mua nổi thôi chứ, đúng không? Hôm qua có cái anh kia ảnh mới nói á, là tôi phân tích cái chỗ mà người Hoa đó họ là trọng chữ tín, thì anh ấy mới nói á, là tôi không biết người Hoa có trọng chữ tín hay không, mà tôi thấy là sao nhiều vụ lừa đảo quá vậy. Thì bây giờ tôi nói quý vị chứ đất nước nào chẳng có những cái người thế này thế kia, thì nó mới là xã hội chứ. Thậm chí tôi nói ở Mỹ cũng vậy thôi, ở Anh, ở Pháp thôi, chẳng qua là chúng ta chưa nghe nhiều về cái thông tin từ nước của họ, mà mình chỉ nghe thông tin đất nước Việt Nam thôi, đúng không? Đất nước nào họ cũng có những cái mà đều phải là đáng lo ngại hết, chứ không phải nói rằng là nước ngoài á, thì nó không có lừa đảo. Nước tôi có lừa đảo nhiều quá không phải, nước nào cũng có hết á, nhưng mà quan trọng là mình đọc báo nước mình không à. Có bao giờ quý vị đọc mở cái trang mà của nước Mỹ quý vị coi đâu, đúng không? Cho nên nói vậy là không chính xác. Nhưng mà thường á, quý vị nghe đi, người Hoa người ta trọng chữ tín lắm. Và đó là lý do vì sao mà khi mà người ta đi ra mỗi đất nước á, là họ thường hay sống cùng với cộng đồng với nhau. Họ hiếm khi nào mà họ sống độc lập lắm. Đó. Anh Hòa Lê có hỏi nè, có một chị hỏi rằng khi tòa án đã tuyên án cho bên nguyên đơn thắng kiện
nhưng khi về nhà tài sản nếu bán được thì chia 7 phần, nhưng có một người không đồng ý bán. Là sao chưa hiểu? Bởi vì là tuyên cho là nguyên đơn thắng kiện, nhưng mà thắng về nội dung gì á? Thắng là bên nguyên đơn là được lấy nhà rồi chia cái phần tiền cho bên là bị đơn, hay là bên nguyên đơn được quyền bán rồi bên nguyên đơn là chia để thi hành án? Chưa hiểu rõ cái câu hỏi của anh Hòa Lê lắm, chưa hiểu nội dung tình tiết của cái việc anh hỏi. Chứ có con cái này bà Lan bà hay nè, tôi nói quý vị nghe, mình không phải là mình đi mình cổ vũ, mà mình phải thấy như thế này nè. Cái việc á, mà bắt bà Lan á, là cho tiền nhiều người đó, thì cái đó tôi không có bàn. Nhưng bà Lan bị cái hay nè, bà ấy khai đó, ai bà cũng cho cổ phiếu cho tiền đó, chứ không có riêng gì mấy người này. Đó là cái hay của bà Trương Mỹ Lan đó. Quý vị thấy không? Khi mà người ta bắt, người ta hỏi cắt cớ á, là tại sao bà lại cho tiền người này người kia, bà cho là 2 tỷ hay là 40 tỷ, bà lại nói tôi cho nhiều tôi không nhớ, mà đâu phải là cái người có chức vụ tôi mới cho đâu, ai tôi cũng cho hết á. Đó là cái hay của bà Lan đó quý vị, nghĩ sâu xa đi, đó là cái hay đó. Rồi tôi chia sẻ cho quý vị rồi đó. Hôm nay quý vị có chia sẻ và trao đổi với tôi gì nữa không? Vụ án của Hồng Loan ngay tới đầu rồi quý vị. Hôm nay có ai chửi lộn với ai không? Chứ tôi thấy gì đâu mà là nộp đơn tùm lum la rồi đó. Để tôi kiểm tra coi là bên bà nhà báo bà làm gì rồi. Không, mấy bữa nay tôi thấy là bên bà nhà báo bà bỏ câu chuyện Hồng Loan rồi. Hên quá. Nói chung là bỏ rồi. Giờ hầu như là người này lên phân tích cái câu nói của người ta, xong rồi là bình luận câu nói của người ta, rồi người này là quay xe, người kia quay cộ, chứ không còn gì nữa hết á. Còn riêng Hồng Loan thì giờ đang bán hàng. Rồi thôi, câu chuyện Hồng Loan coi như kết thúc. Chờ tò đưa thông tin thôi. À, bên thắng là 7 người trong một gia đình, khi về nhà bàn bạc bán miếng đất chia đều cho 7 người, nhưng có một người không bán là khởi kiện tiếp người đó. Khởi kiện là yêu cầu là chia tài sản luôn. Khởi kiện tiếp người đó luôn. Bởi vì thắng xong rồi là ra tòa là sẽ là mình là làm thủ tục là đổi tên ra qua 7 người. Đúng không? Hoặc là 7 người có quyền. Bây giờ bản thân họ có quyền mà họ không đi làm thì mình khởi kiện ngay họ luôn, coi như là bên ta chống bên địch, rồi bên ta thắng kiện xong rồi bên ta là chia phe nữa, đúng không? Thì tách phe ra kiện tiếp.
Có chị Mai Nguyễn hỏi tôi luật sư phân tích cái cách giải quyết hậu quả vụ án. Ở thời điểm này là hơi khó là như vậy. Bản thân là ở trong đây là cái hậu quả vụ án xảy ra đó là tôi không nắm hết được. Tôi bản thân tôi cũng là đi theo tình tiết thôi chị. Cho nên là tôi không nắm hết được cái nội dung vụ án. Cho nên là tôi cũng không có rõ được cái hậu quả nó như thế nào đâu. Và cái cơ sở để mà hội đồng xét xử xử theo cáo trạng đó thì tôi không nắm hết. Cho nên là để mà tôi phân tích cái hậu quả và giải quyết nó đó, thiệt tình đó là ngoài sức, không tham gia vụ án này cho nên là không phân tích được. Chị thông cảm. Tôi chỉ đi theo cái gọi là cái tình tiết của hàng ngày, và tôi phân tích cái đúng và cái sai, và cái cơ sở của từng lời khai đó nó có mâu thuẫn với nhau hay không, và lời khai như vậy nó mạnh và yếu chỗ nào thì tôi phân tích được. Nhưng mà còn hậu quả của nó thì tôi chưa thể nào phân tích được. Anh Hoàng Long Gia hỏi là giờ không đi kiện ép được không? Cái vấn đề không ép được, bản thân người ta không chịu tiếp tục đi ký là người ta đang làm là ảnh hưởng đến cái quyền lợi của 6 người còn lại, thì 6 người còn lại đó là phải khởi kiện cái ông này, yêu cầu là chia với ông này luôn, để lúc đó là 6 người kia thắng kiện thì 6 người kia sẽ đi tự bán rồi chia lại cho ông này 7 phần, người kia thắng 6 phần, ông này là 1 phần đó. À, có một cái bạn hỏi tôi nè, cho em hỏi anh làm luật sư theo anh nhận án dân sự dễ hơn hay bên hình sự dễ hơn, bên nào khó và cần nhiều kiến thức hơn, em chuẩn bị thi vào đại học luật, xin cảm ơn anh. Thật ra câu hỏi này rất khó trả lời. Quan trọng á, mình yêu thích cái nào nhiều hơn. Mà để mình yêu thích được nó đó, mình phải tìm hiểu về nó, đúng không? Mình phải có kiến thức nè, có kinh nghiệm nè, có trải nghiệm nè. Nhưng mình muốn thích cái món cái iPhone 15 đi, thì mình phải biết được rằng cái iPhone 15 đó công năng nó là gì, nó nặng nhiêu, giá nó nhiêu, nó màu gì. Mình phải thích được nó rồi mình mới chọn nó, mình phải tìm hiểu về nó cái đã. Chứ bây giờ hỏi tôi rằng là dân sự hay là hình sự nó dễ hơn, rồi cái nào cần kiến thức hơn đó, thật ra nó như nhau hết. Bởi vì trong dân sự có hình sự, trong hình sự có dân sự, nó không phải là như các cái ngành học khác nó độc lập, mà bản thân trong một vụ án hình sự, ví dụ vụ án của bà Trương Mỹ Lan là vụ án hình sự, nhưng nó có giải quyết cái vấn đề về kinh tế là các hợp đồng của các bên thì nó là về dân sự, đúng không? Thì vụ án này nó là vừa kết hợp giữa hình sự và dân sự, cho nên nói rằng là trong luật á, mà để tách bạch ra giữa hình sự hay dân sự đó thì rất khó tách. Mà nói rằng là chọn cái nào dễ hơn thì tôi cho rằng là không có nào dễ hơn nào hết. Nó như nhau hết thôi. Khó nói lắm. À, chị Trần Thị Thanh Tâm có nói nếu vụ Hồng Loan 20 tháng 3 thẩm định lần tư, Hồng Loan bị ra khỏi nhà, bên con nhỏ con cháu gái nói vậy, luật sư phân tích dùm. Khi con nhỏ cháu gái phân tích thì chứ tôi không phân tích được chỗ này, tại vì theo tôi được biết thôi nha, để Hồng Loan ra khỏi nhà là phải có bản án của tòa án, tuy cái nhà đó không phải của nó thì nó mới ra, còn ai nói nó ra được thì đi hỏi người đó chứ tôi không biết. À, tôi không biết.
À, có chị Quốc thưa đề có nói là dự đoán của luật sư về khung hình phạt của bà Lan. Nó thiệt tình nha, tôi dự đoán từ lâu rồi đó. Thậm chí bà Lan cũng tự biết được rằng là mình có tội hay không có tội luôn, tự bà ấy trả lời luôn qua những cái hành động vừa rồi trên phiên tòa. Thì thật sự mà nói là bà Lan đã tự biết được mình có tội hay không có tội, mà nếu có tội là khung hình phạt như thế nào nữa kìa. Quý vị tin ý, quý vị để ý nè, cái mức bồi thường thì cái mức gọi là khắc phục hậu quả, quý vị căn cứ vô đó đi là quý vị sẽ tự suy luận ra được. Nói thiệt, quý vị cứ tự nhìn vô cái khắc phục hậu quả là quý vị thấy được thôi. Có bạn sinh viên hồi nãy nói tôi nè, dạ em cảm ơn anh, bạn sinh viên nãy hỏi tôi là chuyện dân sự hình sự đó, em tự thấy mình nghe anh nói thì em hiểu anh nói về hình sự rất nhanh, dân sự thì em mập mờ quá. Gian gian dưới dưới mập mờ hả? Vậy nhiều khả năng em thiên về hình sự không, thiên về thiên khả năng em thiên cơ về hình sự không anh? À, thiên về hồ sơ hình sự đúng không? Em sợ chọn sai lầm. À, em sợ chọn sai làm việc sẽ áp lực, chọn sai mình chọn lợi, cái nào không giỏi thì mình đi tìm hiểu cái đó cho giỏi hơn. Bạn nói vậy không đúng, tại vì tôi chia sẻ với quý vị luôn là tôi được đào tạo chuyên ngành về kinh tế. À, tôi chuyên về kinh tế thương mại mà tôi vẫn cãi hình sự với dân sự đấy thôi, mà thậm chí là hình sự là tôi cãi năm rồi tôi cãi không thua vụ nào riêng về hình sự nha. Nó có nhiều cái lắm, cái nào mình yếu thì mình học thêm chứ làm sao mà có cái chuyện rằng là em chỉ chọn hình sự rồi rủ vụ án nó ra tòa hình sự mà nó kết hợp dân sự rồi sao cãi. Phải thêm, phải học thêm ha, đó là hiển nhiên. Nhưng mà nói nào nghe tôi chia sẻ thêm với quý vị á, là chỗ của bà Nhàn á, mặc dù bà ấy á, là khai á, thì nó không có đúng và bị hội đồng xét xử á, là bác bỏ, nhưng mà dù sao á, riêng về cái tội nhận hối lộ á, bà Nhàn đã nộp về là 5,2 triệu đô, nộp toàn bộ luôn là khắc phục hậu quả, trả số tiền đó lại cho nhà nước. Thì đó là một trong những điểm mà hội đồng xét xử sẽ ghi nhận rất tích cực cho chỗ bà Nhàn. Quý vị thấy cái ông mà ông Hưng ở ngoài cái vụ chiến bay giải cứu không, ban đầu là 4 chai rượu, 4 chai rượu xong rồi là thừa nhận là không phải rượu, cuối cùng là khắc phục hậu quả đó là sẽ được nhà nước ghi nhận ha. Nói chung là tình tiết giảm nhẹ là để cho tất cả những người mà biết lỗi có lỗi, ăn năn hối cải, thành khẩn khai báo, khắc phục hậu quả thì nhà nước sẽ khoan hồng và dang rộng vòng tay ha. Đấy, cho nên là bà Nhàn là tôi tin rằng đó là nếu như trong trường hợp mà xui rủi bà ấy mà bị tuyên á, thì bà ấy sẽ dẫn được một tình tiết giảm nhẹ rất là ok.
Ăn khẩu khô nói nè, mình cá chơi đi, tôi nói vụ Vạn Thịnh Phát không có án tử. Ok, tôn trọng ý kiến của anh, nhưng mà vấn đề là tôi không có cá, bởi vì mình không có nắm được hồ sơ phân tích thôi, tôi cảm nhận thôi ha, không có cá ở đây. Nhưng mà tôi là thấy tôi lo cho bà Lan đó, thiệt tình là tôi lo lắm luôn đó. Nói chung là còn thở là còn gỡ à, nhưng mà còn thở là phải gỡ như thế nào, gỡ làm sao mà cho người ta phục kìa à. Chứ mà bây giờ á, khắc phục mà có 1 tỷ thì tôi cho rằng là căng lắm à. Anh Hoàng Long Gia ông nói là phúc thẩm tình tiết giảm nhẹ, bà Lan có thể 20. Anh thì có thể là anh là qua Phật pháp nhiều quá, nhiều khi anh cũng là vị tha đúng không? Tôi không thấy là anh đang vị tha nhiều quá. Anh Hoàng Long Gia nói tiếp nè, thấy cũng bình thường mà, tôi biết mấy anh luật sư đang bào chữa cho bà Lan cực kỳ chất, dĩ nhiên là các luật sư bào chữa cho chị Lan rất là chất, thì nó cũng không nằm ngoài những gì mà tôi tiên lượng là phải tập trung vào chứng cứ, thì các luật sư đó tấn công vào chỗ đó thì đúng rồi, nhưng nó có nhiều cái mình chỉ là người ngoài thôi, mình không có nắm hết được tình tiết, mình chỉ biết cái bề nổi thôi quý vị, cái thiệt tình là chia sẻ là vậy. Chúng ta là biết bề nổi thôi, còn cái bề sâu của nó thì phải để cho các luật sư làm, không nắm trong vụ việc thì không thể nào mà bàn sâu được. Còn như mà nói về cái vụ mà Thiền Am, tôi bàn sâu lắm à, vụ Thiền Am tôi nắm rất là sâu luôn, tôi bàn cỡ nào cũng được hết á. Nhưng mà chỗ này nè quý vị nên nhớ nè, ở chỗ của bà Lan á, tới 3 tội danh lận đó, cho nên là mình phải tiên lượng là tổng hợp hình phạt nữa nha. Chứ ở đây á, là mình phải tính như thế này nè, chỗ của chị Lan á, bả tới 3 cái tội danh 3 tội danh lận, nó có nhiều chuyện khó nói lắm, tại vì mình không nắm hết được hồ sơ, mình chỉ phân tích trên lời khai với diễn biến thì mình biết cái bị nổi mình nói thôi. Còn mình nên nhớ nè, 3 tội danh lận đó, trong đó có tổng hợp hình phạt nữa đó.
Nên này anh Hoàng Long Gia ảnh mới nói nè, ông bạn tôi cũng đang nhờ mấy luật sư đó tranh chấp tài sản ở Bình Tân vì những anh này đồng hương với tôi. Điều đó đồng nghĩa với việc luật sư vừa bắt buộc phải tham gia hình sự và vừa phải tham gia về dân sự nữa ha. Cho nên các bạn sinh viên hồi nãy gì đó nói em quyết em chọn hình sự, em không làm dân sự. Xin thưa với bạn, nếu bạn quyết chọn hình sự không thôi đó, mà bạn không chọn dân sự cũng không được. Cho nên là luật sư là phải hoàn thiện nhiều kỹ năng lắm. Chứ nói rằng là tôi chỉ làm hình sự thôi, tôi không làm dân sự, vậy mai mốt có vụ án nào vừa kết hợp cả hai luôn, không lẽ không chọn, đúng không? Cho nên là học phải học cho nó hết. Cái nào mà yếu phải học thêm. Rồi thôi, tối nay mình ngưng ở đây không quý vị ha. Tối nay mình ngưng ở đây đi. Ngày mai để tôi kiếm cái tình tiết nào nữa thêm thì mình sẽ trao đổi. Nãy giờ tôi chờ các cái câu hỏi về pháp luật đời sống thì tôi không thấy ai hỏi hết. Cho nên là chúng ta ngưng ở đây. Hẹn quý vị vào ngày mai. Ngày mai tôi ráng kiếm tình tiết nào mà chỗ bà Lan với các luật sư của bà Lan là đấu trí với bên kia, tôi phân tích thêm cho quý vị. Mến chào quý vị và chúc mọi người một buổi tối thật là vui vẻ hạnh phúc. Chúc mọi người ngủ ngon. Xin chào và hẹn gặp lại.